À, tiếp tục chúng ta có phần mẫu câu chỉ biết không có thậm chí trừ cụ mấy hiểu Cụ. sân trừ ví dụ nó chỉ biết học không có thời gian tập thể dục thậm chí bệnh rồi cũng không đi bệnh viện kiểm tra. Chúng ta có mẫu câu của tiếng Trung như sau. Tha trữ cụ xế xí, mấy hiểu sứ gian toan neo sân thỉ, sân trữ, sân lơ bình, nhẹ bố truy y yên Ở đây, chúng ta có từ mới như sau, toàn nên sân thì có nghĩa là tập thể dục hoặc là gì? rèn luyện, sức khỏe. Sân sư là thậm chí. Yeah. Tiếp tục, chúng ta đọc lại. Ủa, ả à, sử có nghĩa là chỉ biết sĩ là học. Mấy toàn Không có thời gian luyện tập sức khỏe. Sân chư sân lơ Dễ bú truy y yên Sân là thậm chí sân lơ pin có nghĩa là đã bệnh rồi, mắc bệnh rồi. Dễ yeah. bú truy y, y, y khan cũng không đi bệnh viện khám. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Tha chữ cụ xuế xí, mấy yếu sứ chen toan neo sân thị, sân trừ sân lơ bình. Dễ bú truy y duyên khăn Tiếp tục chúng ta có mẫu câu có bao nhiêu chấm chấm cũng chấm chấm Yêu yểu trai tua chấm chấm nhẹ chấm chấm chúng ta có ví dụ như sau vì hai đứa trẻ này có bao nhiêu khổ tôi cũng sẽ chịu đựng quay lợ cơ lẻng cơ Yêu trai tua tơt, khổ, úa dẻ, huê dần sâu tợ. Câu này có nghĩa là vì hai đứa trẻ này. Uê lơ là vì. Vì cái gì đó. Uê lơ chưa cưa, chưa lẻng cưa hái tự vì hai đứa trẻ này. Dầu trai tua tơ rần sâu tợ. Rần sâu có nghĩa là chịu đựng. Rần sâu tợ. Chỗ này người ta biết tắt. Người ta không gói cái chữ khổ nữa. Mà người ta nói là rần sâu có nghĩa là chịu đựng. Có bao nhiêu nỗi đau khổ tôi cũng sẽ chịu đựng.

tiềm ẩn nguy cơ in phú trợ chấm chấm quay chi ví dụ chúng ta có mẫu câu chúng tôi ngoài láo chu sai y yi chỉ phú trợ chung thu quay chi quý trị là nguy cơ ỉ phú trợ có nghĩa là tiềm mẩn tiềm mẩn cái nguy cơ gì chúng ta cho cái nguy cơ đâm vào đây ví dụ nguy cơ xung đột hay là nguy cơ à, đánh nhau hay là nguy cơ à, thị trường bị vỡ bong bóng chẳng hạn thì chúng ta cho các cái phần động từ À, tính từ vào đây chúng ta đọc lại chúng tu ngoài lao chu trai y chỉ in phú trợ trung thu uy chi nhiều lao động nước ngoài ở cùng nhau tiềm ẩn nguy cơ xung đột chúng ta đọc lại chúng tu ngoài lao chu trai y chỉ chỗ này có nghĩa là ở cùng với nhau chu sai y chỉ quay láo là những lao động nước ngoài chúng tua quay láo có nghĩa là nhiều lao động nước ngoài chu sai y chỉ là cùng ở với nhau in phú trợ sẽ tiềm ẩn chung thu với chị nguy cơ xung đột ví dụ ẩn phú trợ tả tra uế trị có nghĩa là tiềm ẩn nguy cơ đánh nhau tiếp tục chúng ta có mẫu câu bên dưới khi làm việc trên cao ở công trường không đeo dây an toàn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động rất cao chúng ta có mỗi câu tiếng Trung như sau. Cung ti bá cao sứ mấy tay an chuyển tay yên phú trợ cung sang với chi sư bị giao tụ. Câu này chúng ta dịch như sau. Cung ti có nghĩa là công trường. Phá cao sứ có nghĩa là khi làm việc trên cao ở công trường, đây là một cụm từ mấy tay an chuyến tại, có nghĩa là không đeo dây an toàn, mấy tay an chuyến tại là không đeo dây an toàn, in phú trợ tiềm ẩn cung sang quấy chi có nghĩa là nguy cơ bị thương hay là nguy cơ tai nạn lao động cung sang có nghĩa là tai nạn lao động sự bị giao có nghĩa là tương đối cao tương đối nhiều câu này mệnh đề của nó là nếu mà chúng ta không làm cái gì đó thì nó sẽ xảy ra cái nguy cơ gì đó. Tiếp tục chúng ta có mẫu câu tiếp theo. Trong lúc nguy cấp là ý, quay chi chu trung, chúng ta có mẫu câu thấy con hổ từ bụi cây xông ra trong lúc nguy cấp anh ta chạy vào xe khan tao y chư lão hổ chúng quan mu chung chu lái chu yu uy chi chư trụng. tha chưa lý quan mu có nghĩa là bụi cây chung chu lái là nhảy sổ ra chu dưới uy chi chung là có nguy cơ tiềm ẩn trong lúc nguy cấp tha phảo chin chưa lì có nghĩa là anh ta nhảy vào xe